Cặp thi đấu cuối cùng của ngày hôm nay, trận derby của Trung Quốc giữa hai đội đó là Newbie và VGJ Thunder. Đội chiến thắng sẽ bước vào vòng tiếp theo ở trong nhánh thua, và đối thủ của họ không ai khác đó chính là đội mới giành chiến thắng trước Mineski trước đây vài phút thôi, đó chính là VC Gaming. Vòng ban pick đầu tiên đã gần kết thúc với những sự lựa chọn đó là Doom cộng với Disruptor dành cho Newbie. Còn VGJ Thunder thì họ đã có Zakiro nhưng sẽ không có Naga cho họ bởi vì Newbie đã cấm trước đó rồi. Vâng, tới vòng đấu này thì chúng ta sẽ thấy là những đội thật sự là đang là những đội mạnh nhất, phong độ tốt nhất đang nhìn dần xuất hiện. Nếu như sau những cái đội này, sau đây là hai đội Trung Quốc và họ sẽ gặp tiếp tục VC Gaming, thì sau cái trận đấu đó sẽ là những cái đội hạt giống số 1 rớt từ trên nhánh thua xuống ở đó. Chúng ta sẽ thấy Liquid, chúng ta sẽ thấy BSC, chúng ta sẽ VB. Và trong những ngày đấu tới sẽ là những ngày đấu cực kỳ căng thẳng cả ở nhánh trên đến nhánh thua. Và ở đây trước tiên chúng ta sẽ lấy một trận giữa Newbie và VG Thunder. Và khởi đầu thì Newbie bích cho mình con Doom và Disruptor. Lúc này thì bản thân của cái của những người chơi bên VG Thunder họ thực sự đang rất cần một chiến thắng để vào vòng trong. Họ đang rất cần những điểm DPC quý giá này. Cho tới bây giờ thì ở trên bảng xếp hạng gần như đã có 8 đội là chắc cú sẽ đến với TI. Và TB nếu nhớ không lầm thì cũng nằm trong cái top đó. Còn VG Thunder thì họ vẫn đang nằm ở vị trí số 8. Đây thực sự là một vị trí tương đối an toàn. Nhưng mà thực sự tính ra bây giờ thì đội đang đứng thứ 10 đó là VG Storm đang có tổng cộng là 1347 điểm DPC. Còn VG Storm họ tới 1935, tức là họ đã đủ tư cách đến với TI rồi. VG Thunder, Newbie, PSG, LGD và VC Gaming sẽ là 4 đội Trung Quốc có mặt tại TI, chắc chắn sẽ có mặt ở đó với những cái invite. Bây giờ chỉ còn là cuộc chiến để đến với giải thưởng 1,5 triệu đô. Newbie thì có thể nói là từ rất là lâu rồi chúng ta chưa thấy họ đăng quang ở bất cứ giải đấu lớn nào. Trận đấu cuối cùng ở một giải đấu major, cái trận thắng cuối cùng của họ ở một giải đấu major đó chính là trong trận chung kết với team Liquid ở ESL One Genting, diễn ra cách đây đã gần nửa năm trời rồi. Vâng, rõ ràng là phong độ của Newbie trong những giai đoạn gần đây họ vẫn đánh hay, có những giai đoạn họ vẫn đánh là khá là hay, nhưng mà có vẻ như là ngôi vị á quân ở TI nó mang cho họ một sức ép cũng như là một, có thể là một sự hạ hê ở đó, khiến cho các game thủ của Newbie đánh không còn đúng phong độ như những cách mà họ hủy diệt những cái team Trung Quốc trong những cái khoảng năm 2017. Và hiện tại đây, trong trận đấu này họ sẽ tiếp một người anh em của họ trong một giải đấu của Supermajor China. Vâng, bên phía của Wissander họ bức cho mình thêm một con Wishmaster và ban đi con Lina và Felix Foy. Vâng, và ở lượt thấy rằng ở đây chúng ta thấy rằng con Flood hiện tại đang được quay lại ở meta. Với cái việc ban Flood này, Big Doom anh đang có một cái suy nghĩ lé lên trong đầu rằng liệu chăng Newbie sẽ bích cho mình con Slug ở vị trí carry. Vì hiện tại rằng đây sẽ là một cái những cái lượt ban bích hiện tại của bên phía Newbie, họ đang vẽ ra một con Slug khá là hay. Và con Slug là một con có khả năng thoát được cái draw của Wishmaster rất là dễ dàng. Tuy nhiên thì pick Slug bây giờ thì gần như là Slug chỉ phù hợp với những cái lượt pick gần cuối hoặc lượt pick thứ tư, thứ năm. Pick Slug quá sớm nó sẽ khiến cho cái kế hoạch của bạn nó rất là khó để vận dụng, bởi vì Slug là một vị tướng đòi hỏi phải đi lane tốt. Anh ta rất cần cái shadow play để có thể tăng áp lực lên phía đối phương. Tớt sẽ là bị Newbie cấm đi, đây là Tớt trong tay của Faye.
Trận đấu này anh ta sẽ không có Tết, mà mặc dù bị cấm đi nhưng mà đây giống như là một vị tướng, một lực ban cá nhân thôi, nó không phải là một vị tướng meta nữa. Lượt pick thứ 3 của newbie đó sẽ là Sen King cho KK. Vâng, và tôi nghĩ rằng đây là cái lượt pick, những cái hero tiếp theo chúng ta sẽ rõ, chúng ta sẽ thấy được rõ ràng hơn cái chiến thuật mà bên phía của hai team Trung Quốc này đối đầu với nhau. Vẫn còn đó những vị trí còn những khác nhiều hero hot ở cái meta hiện tại. Luna, Gyarados, Slug. Và trước tiên thì bên phía VG Thunder họ vẫn còn chống một vị trí của support nữa. Sẽ là Skyrat trong tay của DDC. Vâng, vậy là sẽ là một line up 2-1-2 như đúng theo những cái trận đấu Vietcomatic đang diễn ra. Vì hai con hero Skymask và Sakiro là hai con đi đường rất là khỏe, với khả năng Harad của Liquidify cũng như là skill 1 của con Skymask. Skyrat nó giống như là một cái xe cứu thương. Bất cứ khi nào bạn cảm giác khó thở ở trong một cuộc đối đầu đi lên thì Skyrat sẽ là người bạn kêu cứu. Với những cái Akebo liên tục bị bắn ra sẽ giúp cho đồng đội của Skyrat farm dễ hơn, bởi vì đối phương sẽ bị cống máu nhiều và bắt buộc phải lưu lại để hồi phục. Đúng như Thân nói, đó là Slug sẽ dành cho newbie khi mà hầu hết những counter của Slug đã bị ban đi rồi. Đó là Doom cộng với lại Bloodseeker đã được pick. Và ngoài ra thì chính tay của VG Thunder cũng cấm đi một con tướng gây khó chịu cho Slug, chính là Faceless Void. Một lượt pick Slug ở thứ tư, như vậy là họ để lộ rõ ý đồ muốn counter pick cho SCCC ở mid. Còn VG Thunder họ không ngại ngùng gì lộ hẳn luôn Kunka sẽ là người đi mid của mình trong tay của Freeze. Anh không biết rằng bên phía của Vietcombank họ có nhận ra được không. Anh chắc chắn là nếu như anh nhận ra được thì có lẽ là bên phía của Vietcombank họ cũng sẽ nhận ra được điều đó thôi. Tuy nhiên có lẽ họ không care chuyện đó khi cái lượt bích thứ ba họ bích Skymask và họ để cái lượt bích thứ tư là con Kunka này. Kunka vẫn là một hot pick ở vị trí đi mid, và để đối đầu với lại Kunka này ở vị trí đi mid thì bên phía của newbie họ sẽ bích cho mình con hero ở đây, ban đi Luna hợp lý đến từ bên phía của newbie. Bây giờ nếu đi với Kunka thì Dead Prophet, OD hoặc là DK là những sự lựa chọn khá là khả dĩ để đi đối đầu với là Kunka. Bởi vì khi đi với Kunka thì hoặc là bạn phá không cho Kunka farm được, hoặc là bạn chịu đấm ăn xôi để farm. Ban nãy thì newbie đã cấm đi Luna, và thực sự Luna ở trong trận đấu này sẽ mang lại rất nhiều lợi thế cho VG Thunder nhờ vào những cái tầm nhìn tăng thêm khi vào ban đêm, được cộng vào nhờ từ cái passive Luna Blessing của Luna. Nhưng thì nó bị ban đi rồi, đó cũng là một cái sự lựa chọn ban rất tốt của newbie. Vâng, những con hero bóng đêm đang được cho là những con hero thống trị cái meta hiện tại, với Nightshaker, với Luna, với Slug, với Bastider. Và bên phía của Yender đã ban ngay một con hero mà em đã vừa kể ra, đó là Prophet, và họ sẽ bích cho mình con hero cuối cùng ở vị trí carry. PL vẫn còn đó. Thật sự PL đối đầu với Doom nó cũng tương đối là ổn. Vì khi mà PL có nhiều bóng ra thì rất khó để Doom có thể lựa chọn được mục tiêu để cast Doom. Tuy nhiên không phải là Doom mà sẽ là Troll. VG quyết định là họ sẽ cho Sala đánh mặt đối mặt với lại Slug bằng cái con Troll Warlord này luôn. Vâng, chẳng có một con hero nào dám đứng gọi là một cái con Troll Warlord cả. Tuy nhiên có một vấn nạn mà con Troll thường hay bị xảy ra là tại vì con Troll này là một con hero không có kill tiếp cận. Kill tiếp cận nó tương đối là khó nên nó buộc phải lên cho mình một cái link để tối ưu hóa cái khả năng của con hero này. Đó là một cái vấn nạn mà con Troll sẽ là khi nó link vào và nó không kết thúc được hero thì nó sẽ bị cày đến chết. Vì thật sự là khó, ngay cả một con Troll mát đồ rồi vẫn dễ dàng bị cày bởi những kill
mà bên phía của Newbie họ có rào, đặc biệt họ có một cái đâm nữa nhá. Nếu mà bị đâm một cái một có chắc chắn con tròn sẽ nằm chết ở trong cái sự focus của bên phía của Newbie. Và đây Newbie sẽ bích gì cho SCCC đây? 20 giây cuối cùng dành cho Newbie. Death Prophet đã bị cấm đi rồi, một trong những matchup ổn khi đối đầu với lại Kunka. Bây giờ họ vẫn còn một số sự lựa chọn, ví dụ như là những đề cập ban nãy OD hoặc là DK. Quinot đồ ban thì có vẻ không hay cho lắm. Là Zed chứ không phải là những vị tướng mà chúng ta kể trên. Vâng, một con hero phải nói là dễ chơi, dễ trúng thượng, mạnh mẽ từ đầu game đến cuối game. Và nó còn dễ farm nữa. Và đối với một player như SCC thì cầm con dễ út này thì rõ ràng anh ta sẽ rất là xanh. Và trận đấu này, đội hình của hai bên đã được xác lập: KBI, Doom, Fed, Disruptor, KK, Senkin, Mutki, Slug và SCC đánh dễ út là đội hình của Newbie. Và Vizender, DDC, Yakiro, Yang, Beastmaster, Fui, Kunka và Syla, John. Và vị trí cuối cùng sẽ là support số 4 dành cho Faye. Vâng, một trận đấu phải nói là rất là gần kề rồi đến của chung kết nhánh thua. Và hai team Trung Quốc gặp nhau. Đây đội hình sẽ tập trung rất nhiều vào giai đoạn early của Newbie. Và khi mà để cho Newbie thực sự họ lăn được cái quả cầu tuyết của mình thì rất khó để cho VG Thunder comeback được. Chúng ta có một đội hình rất nặng về sát thương phép của Newbie. Chúng ta thấy cả 5 vị tướng của họ đều có những khả năng gây sát thương phép cực kỳ lớn ở khoảng thời gian đầu trận. Và dĩ nhiên VG Thunder họ luôn phải lệ thuộc vào những cái BKB của mình, đặc biệt là Freeze cộng với Syla phải có được BKB. Và không chỉ BKB không, mà bản thân Syla anh ta phải có được một cái công cụ nào đó để tiếp cận được cái tuyến sau. Đặc biệt là phải đụng được Zed đã. Anh ta phải làm một cách nào đó loại bỏ Zed khỏi teamfight càng sớm càng tốt. Bây giờ thì chúng ta đã thấy Zed thường xuyên được sử dụng ở vai trò support trong khoảng thời gian vừa qua. Và thực sự ra Zed ở support nó đang có một tỷ lệ thắng khá tốt ở Supermajor. Bây giờ lại là Zed đi mid thì cái khả năng farm tốt hơn, cái thời điểm mà Zed có được cái scepter sẽ nhanh hơn, và khi có cái Nimbus sẽ là lúc mà Newbie họ càng muốn ép cho VG Thunder phải đánh nhau với họ. Vâng, với cái Nimbus cộng với lại cái ulti của mình thì khi mọi combat đều xảy ra ở đâu thì những combat nhỏ lẻ ở giai đoạn early game cũng như là mid game sẽ luôn ra có một cái tia chớp xét sẵn sàng dán vào đầu của bạn với lượng đam rất là cao, và nó cung cấp thêm một cái lượng chu sai. Thêm một cái nữa là với con Zed này, cái khả năng farm cũng như là khả năng control map của bên phía của Newbie sẽ rất là tốt. Sẽ mỗi lần khi anh đánh nút public có con Zed thì anh sẽ rất là khỏe trong cái chuyện là anh sẽ không phải mua Senki quá nhiều, và đó là một lợi thế dành cho những con hero cần có đồ như là Senkin hoặc là những disruptor. Nếu con hero sẽ lên được những item cần thiết, Senkin rất là cần kiếm linh, và chỉ cần kiếm linh thôi, một con Senkin có kiếm linh sớm sẽ là một thảm họa cho bên của VG Thunder. Cả hai bên chia nhau ra, không có ai muốn xâm lăng để cướp rune bounty của đối phương. Cả KP thì di chuyển ra đụng mặt Syla, nhưng cả hai người này chỉ chào hỏi nhau nhẹ nhẹ, và ai về nhà nấy, mỗi bên đều có hai rune bounty. Chiến sự có lẽ sẽ tập trung rất nhiều ở dưới bot, bởi vì chúng ta thấy đã có mặt Skyrat ở dưới. Đây sẽ là một lane khá là khó nhằn dành cho Mugi. Vâng, một bộ đôi một con Kasmet đã khó khăn rồi, kết hợp thêm một con Fishmaster, một con hero cực kỳ cứng cáp giai đoạn đầu game. Cho thấy Free ta mua hẳn cho mình ngay một cái Magic Stick ngay từ đầu luôn để đối đầu với lại SCCC. Đây là điều mà chúng ta rất là dễ hiểu thôi, khi mà phải đi với những vị tướng mà thường xuyên spam như là Zed hoặc là PA, Magic Stick luôn là một cái món trang bị thần kỳ giúp cho bạn sống sót dễ hơn trong các lane đó. Vâng, mà tôi nghĩ rằng với cái khả năng của SCC khó là Phi có thể solo kill được anh ta. Tuy nhiên Zeus là một con hero di chuyển khá là chậm ở trong giai đoạn early game. Nếu có một tình huống mà ram ra của bên phía support thì rõ ràng rằng
con rớt này dù của SCG đánh hay cỡ nào, đây một tình huống mà KVI đang bị dí rất là sát của bên phía của DDC. DDC vẫn còn hai trái xoài của mình và anh ta cố gắng kéo một đợt rip vào trụ của mình, tuy nhiên thì cái giá phải trả cũng hơi đắt một chút xíu, xích chút nữa là KP phải nằm xuống ở dưới boss. Như đã nói thì Faye cộng với lại Giang cứ liên tục ném rìu và Arcanebolt vào thẳng mặt các thành viên của newbie, họ sẽ chấp nhận dùng mana của mình để liên tục đẩy lên thật cao khiến cho Mugi khó farm khi mà lính vào trụ. Tuy nhiên anh nhận đây thì anh thấy vâng Phi đang rất là thấp máu, vâng rõ ràng là chính con rêu út là con đang gây áp lực ngược lại bên phía của Kunka. Vâng, nói về cách chia lane của bên phía của newbie, newbie chọn cho mình một cách chia lane truyền thống cũng như là cách đánh truyền thống ở trong meta cũ. DDC đang nhặt được một cái rune Anke, cái rune đó rất quan trọng bởi vì nếu như có rune Arcane đó thì lợi thế dành cho SCCC rõ ràng hơn. Borrow Strike, Pounce nhảy trúng vào người của Giang, anh ta cũng kẹt trong Kinetic Field đó, TP rất đúng lúc của DDC nhưng vẫn có một cái First Blood cho Fate. DDC cộng với Giang đang cố gắng bỏ chạy, đó là Faye đang cố gắng chạy, Caustic Finale làm chậm nhưng Faye vẫn còn một chút máu nữa, cắn xoài quay ngược trở lại. KK sẽ phải trả giá khi đã cố gắng tiến vào quá sâu. Conceptual Shot đó ở ngoài sẽ làm chậm được Faye. Giang đã tới nơi, một phát đánh tường nữa, DDC là người hạ gục được đối phương. Hai mạng dành cho newbie. Vâng, chơi hơi quá đà đến từ bộ đôi support quân viết của newbie, đáng ra một cái mạng FP và một cái mạng support họ lại nghĩa là ổn rồi. Tuy nhiên bên phía của newbie sẽ phải trả giá trong cái tình huống mà họ không canh được cái đường về của mình, và lợi thế là có dành cho bên phía của Vizender hơn vì lượng level họ có được khá nhiều so với lại bên phía của newbie. KK sau khi có một tình huống thi đấu không tốt ở dưới boss, anh ta đã lập tức TP lên top và quấy phá được sai lầm một chút xíu. Tuy nhiên thì bây giờ thế trận ở dưới boss nó sẽ tạm thời thuộc về các thành viên của VJ Thunder, có một cái TP của Faye lên top luôn. Ở mid bây giờ thì thực sự là cái kèo cấu máu Freeze đang là người mạnh hơn, liên tục là những cái Tidebringer vào mặt của đối phương. Anh ta level 4 rồi cho nên là hai điểm vào cái Tidebringer đó nó sẽ cộng rất nhiều sát thương và nó hồi cũng nhanh hơn. KP nên cẩn thận một chút xíu, liên tục những cái Arcane Ball của Fate vào. Bây giờ anh ta cần thêm hai phát nữa, một phát có kịp hay không đây, anh ta bấm vào lính Fate, anh ta đã xử lý một tình huống hơi lỗi một chút xíu. Tôi nghĩ là anh ta vẫn sẽ chạy được với tốc độ di chuyển cao của mình. Caustic Finally làm chậm, một giây nữa sẽ có Borrow Strike nhưng KK quyết định là sẽ không tốn mana của mình để truy đuổi Fate. Vâng, ở giai đoạn early game thì ngoài cái vấn đề táp ra thì chúng ta phải lưu ý đến một chuyện, đó chính là tốc độ di chuyển. Rõ ràng rằng tốc độ di chuyển là một lợi thế rất là lớn cho mọi hero support ở giai đoạn đầu game. Và chúng ta trong tình huống vừa rồi tuy là di chuyển lỗi đến từ Skymask nhưng với tốc độ di chuyển tốt của mình, anh ta đã thoát được một tình huống. Xém tí nữa thì anh ta phải trả giá với chính cái mạng của mình. Scarab May có thể nói là một trong những tướng sở hữu cái tốc độ di chuyển cơ bản cao nhất của Dota. Ở bên cạnh đó là có Luna. Chúng ta quay trở lại với cái tình huống diễn biến ở dưới boss. Mugi đang gặp một chút xíu khó khăn ở đây. Level 4 rồi, còn cách level 6 khá là xa nữa thì mới có được cái passive Shadow Dance của mình. Trong khi đó ở trên top Syla đang farm cháy máy với tổng cộng 30 deny, 30 last hit và 7 deny. Tranh cướp rune bounty ở đây, KK vẫn còn cho mình cái Borrow Strike đó, chưa có pass của Syla vẫn có Borrow Strike nhảy đi được. Đung tới nơi, quăng lưới cái một cái Infernal Play đó. Đó là một tình huống tranh chấp rune bounty nhưng mà không có ai phải nằm xuống từ cả hai bên. Vâng, KK một tình huống xử lý khá là hay của anh ta. Anh ta rõ ràng rất tự tin tình huống 1 cần 2 vừa rồi. Rõ ràng không cần đến đâm thì anh ta vẫn sẽ thoát được pha đó. Phết, anh ta cố gắng lùa lính. Bây giờ thì hết mana rồi, anh ta sử dụng luôn stick của mình. Kinetic Field chặn đường rất tốt của Phết, suýt chút nữa là anh ta phải nằm xuống nếu như Kinetic Field đó đặt trễ hơn 0.1 giây thôi. Vâng, Jay Honda cầm con disrupt này chưa bao giờ là làm anh thất vọng cả. Và đây một tình huống mà cánh xoay từ hai hero là Senkin của Zeus và Senkin cũng như là Zeus của SCCC. Thực sự ra mặc dù gặp phải một lane không hề dễ dàng một chút xíu nào kể, nhưng chúng ta thấy rằng Free vẫn đang làm rất tốt. Có tranh chấp rune hết hay không đây, Freeze vẫn là người có được rune hết.
quyết định quay trở lại. Thuyền, Torres, X combo y chang trong sách giáo khoa KK, đợi tới lúc mà Thuyền combo xong anh ta mới ra để ép đối phương về phép tới nơi kịp thời. Chưa có Ancient Seal, KK vẫn còn cho mình một cái Borrow Strike chưa sử dụng. Và vẫn chỉ dừng ở mức đó là trao đổi chiêu thức thôi. Vâng, một tình huống mà KK anh ta đã bị trên ta mới bị lộ vision, nhưng Phi anh ta vẫn quyết định là combo. Một tình huống mà anh nghĩ rằng Phi xử lý không hay, vì đó là con mắt ở trên cái bờ sông có thấy được vị trí của KK, nhưng mà không hiểu sao Kunka vẫn combo trong tình huống đó. Có lẽ rằng anh nghĩ rằng cái tele của anh ta tính toán là tele của Fest sẽ tới kịp, nhưng mà có lẽ là hơi tính toán hơi bị sai một chút đến từ vị trí của Kunka. Thế trận vẫn đang tạm thời nghiêng một chút xíu về bên phía của Vice Thunder. Combo chuẩn xác lần này thì không có đường nào để cho SCCC thoát cả, không có KK để cứu anh ta. Còn ở dưới boss thì cũng không có thêm được một áp lực nào tăng lên dành cho các thành viên của Niwi cả. KP thì đang bị Sayla vả liên tục vào đầu với những cú quăng rìu của mình. Vâng, bên phía Newbie sau khi bích cho mình những cái lá ấp như vậy thì rõ ràng là họ chấp nhận cho cái chuyện là sẽ bị out landing một chút trong khoảng thời gian đầu game. Và để gia tăng thêm cái chuyện đó thì Vizender họ quyết định đập thêm một cái smoke và xoáy vào vị trí của SCDC. KK vòng ra phía đằng sau này, anh ta có thể sẽ phải là người chết. Thuê Ancient Seal được sử dụng có Silent, bấm cho mình cái Sandstorm, né được Torrent, sử dụng Borrow Strike xử lý rất bình tĩnh của KK. Vâng, tôi không biết phải nói gì về con Senkin này. Từ nãy tới giờ đều là những pha xử lý thuộc cái đẳng cấp gọi là 9.000, 10.000 theo như cái mức MR mà tôi có thể nghĩ được. Tinh quái, nhạy bén và cực kỳ quyết đoán và tự tin nữa. Đó là những gì mà KK đã cung cấp được cho chúng ta trong những pha xử lý của anh ta. Thường thường thì chúng ta rất ít thấy Senkin nâng cho mình một cái điểm Sandstorm khi anh ta lên level 4. Ừ, ngày sẽ là Caustic Finale cộng với lại DDC vừa mới đi ngang qua KK một chút xíu. Sayla sẽ cố gắng bọc đầu có Borrow Strike, đun thẳng vào đầu của Sayla. Anh ta đi hơi lỗi một chút xíu, cố gắng làm chậm giữ chân đối phương. Cái đun này có lẽ sẽ không mang lại gì dành cho thành viên của Newbie cả. Sayla vẫn nên cẩn thận Borrow Strike vào. Anh ta cố gắng để có một tình huống outplay đối phương, nhưng chính anh ta sẽ outplay bản thân mình. Phay tới nơi, có hai mạng dành cho VJ Thunder. Nhưng dù sao, một cái Thunder Ghost Crash của vị trí SEC sử dụng và KP vẫn kéo lại được một mạng. Tuy nhiên đó là quá nhiều thứ mà Newbie mất. Combo thuyền, Torrent X chuẩn xác, Giang tới nơi, Rìu chuẩn xác, Borrow Strike không thành công của KK. Anh ta đang đứng núp trong Sandstorm. Vẫn Giang còn một cái Roar. Vẫn còn Primal Roar, có Rudy đi. Và chỉ đợi đến như thế thôi. Torrent không thể nào đơn giản hơn nữa. Thế một mạng nữa cho các thành viên của Newbie. Xin lỗi bạn, là của VJ Thunder. Bỗng dưng thì mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn cho Newbie rất nhiều. Anh sẽ vẫn cố bên vực cho tình huống của Senkin. Rõ ràng rằng anh cái việc của anh ta nhắm tới cái khi mà anh ta lên đây không phải là con Jakiro. Và thực sự rằng nếu như một người player an toàn, anh ta sẽ tiếp tục tung vào vị trí của Jakiro và ăn cái mạng đó và lui về. Nhưng cái vấn đề là anh ta muốn control kìa. Cái sự di chuyển của anh ta lên khu vực top là một sự di chuyển anh rất là tâm đắc với sự di chuyển đó. Anh ta phát hiện ở vị trí Jakiro, anh ta tung được control. Tuy nhiên có vẻ như đâm là cái người lỗi trong tình huống đó. Anh ta không với tới kịp control. Vậy có nghĩa là do tốc độ di chuyển của anh ta không được cao. Vừa rồi một tình huống stun không tới tầm nữa của KK. Ban nãy thì chỉ việc Sayla mà anh ta bước chắc hai bước đến gần cái bụi cây đó hơn thì đó sẽ là một kịch bản hoàn toàn khác cho Niwi. Rõ ràng là KK anh ta tới 99 anh ta phần trăm anh ta sẽ phải bỏ mạng lại ở đó nếu như mà anh ta stun thẳng vào trụ của đối phương. Tuy nhiên đổi lấy một mạng support, lấy một mạng của core mà đang là vị trí core farm tốt nhất của VG Thunder hoàn toàn xứng đáng. Tuy nhiên như đã nói, nhưng bà ta thường nói sai một ly thì đi một dặm, vẫn chưa phải là tận cùng thế giới của VJ Thunder. Giang sau khi hồi xong Primal Roar có Mythic Flare nữa của Faith, họ đang tìm kiếm một con mồi nào đó lởn vởn ở đây với một cái smoke hai người này. Ở trên top DDC anh ta có lẽ là sẽ bị cả KK lẫn KP trả thù, nhưng mà hơi khó bắt một chút xíu. Họ vẫn đang tốn khá là nhiều thời gian
quay lại phun một cái dual press, sẽ có một mạng dành cho các thành viên của newbie. Tuy nhiên ở dưới mid là một cái torrent chuẩn xác nữa của Free X truyền vào, và SCCC bây giờ chỉ có chạy lên phường thôi, và đó là một mạng dành cho Fate. Slack nhảy vào không chính xác, KP cũng tới nơi, anh ta có Doom nhưng Fate anh ta chạy quá nhanh với cái tốc độ di chuyển của mình. KK anh ta cũng TP xuống, có lẽ như Fate quyết định anh ta sẽ là con mồi hy sinh để tạo đường máu cho những người đồng đội của mình. Nhưng ta TP về, Mugi không thể nào đủ sát thương được, không hề có một cái stun nào giữ chân Fate lại. VJ Thunder chơi vô cùng tốt. Vâng, những một cái màn mà phải gọi là chạy đua tự thành đến từ bên phía của VJ là họ chạy toán lại. Tuy nhiên, vâng, ở đây KK anh ta bị ít lại đặt nước, xì lâu, tốc độ di chuyển bị rất là thấp, vẫn còn đó một cái bolo chai về. Vâng. Chúng ta là đây có Ice Bath rồi, chắc chắn có Ice Bath. Không thể nào chạy được Killing Spree dành cho Fate. Không có quá nhiều thứ để chúng ta nói về cái tình huống đó. Anh có thể dùng một từ mà diễn tả về cái gọi là cái từ nãy giờ của KK, rồi anh dùng một từ xui, hơi bị xui một chút đến từ player người Trung Quốc này. Vâng, chúng ta nói là cái tình huống vừa rồi của bên phía Vincenter và Newbie trong tình huống mà găng mít của Vincenter. Rõ ràng rằng cái tình huống mà hai con hero bên phía của Newbie tấn công một vị trí của Yakiro nhưng không hề có một sự backup nào, thì SCC rất là thính. Anh ta biết được cái chuyện gì đang xảy ra ở trong khu rừng của mình. Anh ta đã lùi lên một cái góc mà phải nói là nó đẹp. Vâng. Tiếp tục là một cái roll cộng với Mystic Flare. Combo quá đơn giản đi, không có gì chúng ta phải giải thích về cái combo này cả. Tiếp tục quay trở lại vấn đề mà anh đang nói, tức là thực sự bây giờ cái quyền kiểm soát nó đang nằm hoàn toàn trong tay của VJ Thunder với một cái đội hình. Giang anh ta sẽ bị dồn sát thương vào Epicenter, được sử dụng luôn. KK đang rất bực tức với những điều mà VJ Thunder làm từ nãy đến giờ, và anh ta chưa muốn buông tha. Đối phương vẫn đang đuổi theo DDC, có quá tự tin hay không đây? Rất là bực mình ở Dota, và rõ ràng là tôi đánh tôi đánh rõ ràng tôi đánh hay, nhưng chỉ một chút sai lầm thôi mà hậu quả dẫn đến là hàng loạt những chuỗi kêu và những sai lầm liên tiếp mà bên phía của Newbie phải gặp. Tuy nhiên, cách biệt 1000 network vẫn không là quá nhiều, nhưng lượng XP của bên phía của Vincenter là rất là vượt trội với khoảng cách là 7 kêu. Giờ Sayla anh ta lên cho mình cái MOM. Cũng tương tự như là Luna thôi, tuy nhiên thì chắc chắn không thể nào farm nhanh bằng Luna. Tuy nhiên rằng bên phía của Vincenter họ sẽ có được một lợi thế là bên phía của Newbie không có đam RS. Tốc độ ăn RS của Vincenter với control Golok này là có, kết hợp với lại một cái Solaris của con Beastmaster thường hay lên, thì có lẽ rằng khoảng chừng phút thứ 17 nếu như ăn được một tình huống Seamoth tốt đến từ bên phía Vincenter, họ sẽ ăn con RS và tiếp tục chiếm lấy những công trình tiếp theo bên phía của Newbie. Đó là kịch bản mà chắc chắn là Vincenter họ đang nghĩ tới. Sayla đẩy trụ quá thoải mái, thêm một trụ nữa dành cho các thành viên của VJ Thunder. Thực sự là trụ đầu tiên của họ. Nếu có chênh lệch dù vậy thôi, mới chỉ có 2000, Newbie vẫn đang kiểm soát trận đấu ở trong mức cho phép. KK phát hiện ra một người, đó là Sayla. Static Song được sử dụng kết hợp Kinetic Field, cả Giang cộng với Sayla đều kẹt trong này. Đó là hai mạng dành cho các thành viên của Newbie. Các thành viên khác của VJ Thunder đã tới nơi nhưng đã quá trễ rồi. Triple kill dành cho Mugi. Vâng, đánh rất hay đến từ bộ đôi support của bên phía của Newbie. Họ có đánh một màn gọi là, và đây Yakiro anh ta phải nằm xuống trong tình huống này khi tốc độ của KVI là cực kỳ lớn. Juking là tốt, xì lâu đến từ cái kill còn bắt được của con heo ve và một mạng của KVI. Liên tục là những mạng chết nằm xuống bên phía của VJ ở khắp mọi nơi trên bản đồ, chỉ duy nhất một mình KK đang một mình Kunka là Phi được farm thôi. Vâng, sau khi đạt được những cái level 6 với những ulti rất là khủng của mình, là gồm có một cái Static Field, một cái Epic Center, thì bên phía của Newbie đã đáp trả lại những cái màn gọi là grab vừa rồi của bên phía của Vinder dành cho họ ở early game. Và những cái mạng rất là giàu, nhiều tiền đã khiến cho bên phía của Newbie có được 1000 network cũng như là một pha tình huống smoke và hướng thẳng vào con Roshan của bên phía của Vinder. Với cái hút máu liên tục đến từ kỹ năng, xin lỗi bạn, không phải là kỹ năng. Cái này thì chúng ta sẽ
không cần phải bàn quá nhiều về nó. Sayla với Mask of Madness đó, anh ta sẽ ăn con Roshan này tương đối thoải mái thôi. Fate, anh ta phát hiện ra được điều này, đặt một cái kinetic field, lấy tầm nhìn. Mugi đang tới nơi, KP đang tới nơi. Tình huống này sẽ vô cùng nguy hiểm. Đun chưa có, Static Field được sử dụng bên trong. Aegis dành cho Sayla, anh ta kẹt ở trong bên này. Khi có Mugi nhảy vào, Torrent khá tốt, kết hợp luôn cả Macropie. Bên phía newbie họ đang tan chảy. Sayla hỏa điên, với cái Aegis đó anh hồi sinh ra, KK có thể sẽ phải hy sinh cho những người đồng đội của mình. Freeze, anh ta không thể nào chạy được nữa, nhưng vẫn có một người phải nằm xuống của newbie, đó chính là Doom. Dù sao thì vẫn có lợi ích kinh tế đến từ con Roshan đó cho VJ Thunder. Vâng, tôi không biết đây là Dota Trung Quốc hay là Dota khát máu nữa. Rất là khát máu, combat diễn ra liên tục đến từ cả hai đội team Trung Quốc này. Đánh nhau là gần như là không nể nang ai cả, liên tục là những tình huống va chạm nhau đến từ khắp mọi nơi. Nguyên phía của Newbie Thunder và chúng ta rất là mãn nhãn với những pha combat đó. Vâng, một tình huống mà anh đánh giá là VJ Thunder họ hơi vội khi ở xung và một tình huống là đi đây một tình huống mà Sayla bị tấn công. Sayla Mugi tới nơi, Sayla quay ngược trở lại đánh tay đôi luôn. Mugi không thể nào chịu nổi sát thương đến từ Sayla và anh ta buộc phải di chuyển ra phía bên ngoài. Vâng, đối đầu với một con tròn mà không có ulti rõ ràng Slugger nên phải cẩn thận. Một tình huống bát thôi, có lẽ anh ta sẽ, tại vì con tròn là một cơ cấu như này, khi mà bạn nó bị ăn bát thì sẽ là liên tục những cái bát tiếp theo được dồn lên đầu của con hero đó. Và tình huống đó là tình huống anh đánh giá là sắc của Mokgi, anh ta canh thời gian không chuẩn, anh ta nên đợi thêm một chút nữa thì sẽ mạng và sẽ dễ dàng ăn hơn. Và tuy nhiên không có, vẫn là những lợi thế mà bên phía của cả lợi thế và bên phía của Newbie đã lấy lại, và hiện tại thì network của Slug của Mokgi đang khá là tốt trên bản đồ. KK bây giờ đã có blink của mình sau một khoảng thời gian tương đối cực khổ, đây sẽ là công cụ giúp cho Newbie gieo tranh liên tục nhiều hơn. Vâng, hai cái Epic Center gần đây nhất của KK đều là những Epic Center anh đánh giá là hiệu quả. Smoke 4 người, họ đang có một tầm nhìn ở phía trên khu vực đồi gần rune bounty của đối phương. Mugi di chuyển rất sâu vào trong này, anh ta đang có Shadow Blink vào được tương tự hai người của KK. Và tình huống mở cái bát hoàn hảo, tuy nhiên cái Torrent và cái thuyền này của vị trí Kunka nó đẹp hơn rất nhiều, tôi không có đủ sát thương. Freeze bị claim ngược về, chưa ai của Newbie phải nằm xuống cả. Rất may mắn cho Newbie đó là VG Thunder không có đủ người. Combo vừa rồi của Kunka lẫn Zakiro là một combo thực sự rất khủng khiếp. Vâng, cái lượng đam khiến cho con Slug cũng như là những con hero nằm trong tầm ảnh hưởng. Và đây Yang anh ta bị đâm lại, và chắc chắn rằng với tốc độ di chuyển cũng như cái slim của đồng của Fed thì chắc chắn anh ta sẽ nằm lại ở đây và không hề có một spark up nào đến từ bên phía của VG Thunder. Một cái mạng dành cho Fed. VG Thunder sau những lợi thế mà họ có được ở đầu trận đấu có cảm giác như là 5 phút vừa qua họ đánh rất rời rạc. Thực sự ra thì chúng ta thấy riêng về cái kỹ năng cá nhân họ hoàn toàn không thua Newbie một chút xíu nào cả. Bằng chứng là những tình huống xử lý rất tốt của các cá nhân từ VG Thunder, đặc biệt là Freeze. Nhưng họ luôn luôn thiếu người trong những tình huống teamfight đó. Đây là một cái điều mà bên phía của Thunder họ cố tình, vì thật sự là muốn đấu vậy với những cái kill và lineup của bên phía của Newbie, họ cần BKB, họ cần thêm item. Đó là John phải cần BKB, John cần phải thêm một cái kiếm linh để có thể tấn công vào những vị trí của bên phía của Newbie. Vì rõ ràng rằng với cái lượng đam phép mà bên phía của Newbie gây ra hiện tại, cộng thêm một cái đâm, thì đánh 5 năm của bên phía có Primoro được giữ lại, và sẽ là KK là người bị nằm xuống. Từ nãy giờ thì Giang anh ta mới sử dụng được Primoro. Mugi anh ta bị kéo X lại, bật BKB cho mình. Đó là cái BKB 10 giây mới toanh của Mugi. Vâng, một cái BKB mà anh đánh giá rằng sẽ là bị phát hiện rất là sớm của bên phía của VG Thunder. Họ sẽ rén hơn trong những tình huống mà muốn focus vào. Và nếu như tình huống vừa rồi là một tình huống combat fight 5 năm thì với cái BKB mới được mua, giả sử như tình huống đó là một tình huống mà 5 năm thì rõ ràng rằng mọi kill của bên phía của VG Thunder gần như là vô dụng vào con lắc này, và đó là một cái khoảng trống rất là mênh mông dành cho các vị trí còn lại bên phía của Newbie có thể xả kill vào bên phía của VG Thunder. Và tuy nhiên lẽ rằng anh nghĩ rằng từ nãy tới giờ những sự di chuyển của VG Thunder đang là tốt,
họ đang có những tình huống muốn chạm mặt bên phía của với lại Newbie. Họ đang muốn kéo dài thêm thời gian để cho Sayla có được cái BKB của mình. Sayla chúng ta thấy rõ ràng cái ý định của anh ta là muốn đánh nhau. Rất muốn đánh nhau. Khi anh ta không lên theo cái kiểu là Battle Fury mà chúng ta thường thấy, mà chúng ta thấy là Mask of Madness, rồi sau đó là Sangiyasa. Anh cực kỳ gọi là phản đối cái chuyện là lên một cái Battle Fury ở trong hiện tại này. Một cái item đúng là nó cung cấp cho người chơi một cái lượng vâng, và trước tiên đến là nó phải anh ta có thể sẽ là con mồi đối phương. Smoke đã bị phát hiện rồi. Kaka bling lên đây, Sayla nên cẩn thận một chút xíu, đã có tầm nhìn đến từ Thunder Ghost Squad. Sayla bị nhốt lại, đi lạc một mình ở trong khu vực này, thậm chí là đầu tư luôn cả Epicenter, một ulti tương đối quan trọng của Newbie. Và nó sẽ khiến cho cái BKB của con Hero Zone này bị delay thêm một chút nữa. Nhưng dù sao thì Newbie họ vẫn không khai thác được thêm được gì từ cái mạng đó, họ không lấy thêm được trụ cũng như là không có Roshan nhìn cho họ. Freeze đang tàn hình ở đây, di chuyển tương đối tự do nhờ vào cái Shadow Play. Đây là một trận đấu rất tốt của Kunkai trong tay Freeze. Bling lên, Dust rất nhạy cảm của Kaka. Giang cũng đang tàn hình, họ đang đợi một điều gì đó. Primora vào thẳng mặt của Doom, có Mystic Flare, Static Storm cũng đã được sử dụng, Mugi có Mega Kill, Giang kẹt trong Kinetic Field đó. DDC cố gắng cứu những người đồng đội của mình, Giang không thể nào chạy được nữa, anh ta cố gắng quay lại để kéo máu Kaka. SCCC cũng đã tới nơi rồi, sát thương dồn vào hơi lớn, Faye bắt buộc phải lui lại. Sayla đã xuống nhưng anh ta chưa có BKB. Vâng, một tình huống đi rõ ràng rất là xui xẻo của bên của con Phi. Của Phi khi anh ta liên tục là bị phát hiện ra bởi cái Senchi mà bên phía của Newbie cắm từ trước. Và rõ ràng rằng kiếm linh của KK đang là một item hủy diệt bên phía của VGND. Liên tục những tình huống tung tốt đến từ con Senkin này kiến tạo được những cái mạng cần thiết cho bên phía của Newbie. Và hiện tại thì lượng kill cũng như lượng network của cả hai bên đang rất là cần. Và anh đánh giá rằng trong 10 phút tới thì với chưa có cái BKB của mình thì bên phía của Newbie là những người lợi thế hơn. Lại một tình huống nữa, Link lên của KK và lock lên đến từ vị trí của Skymask. Tuy nhiên cái G của Zeus đã hạ sát con Hero này một cách nhanh chóng. Mugi dính combo vào nhưng mà không có thêm nguy hiểm gì cho anh ta cả. Lượng sát thương của VGND bây giờ tương đối hạn chế khi không có Sayla. Anh ta vẫn đang cố gắng farm trì trạc ở trong rừng của mình. Macropie được DDC sử dụng kèm với Ice Pass để dọn đợt lính này, không cho phép Newbie tiến công lên tấn công vào trụ một của họ. Nhưng sẽ có thêm một đợt lính mới đẩy vào thôi. Vấn đề chỉ còn là thời gian bao lâu nữa cái trụ một của VG Thunder sẽ bị hủy diệt. Sayla, anh ta cũng gần hoàn thành được cho mình cái BKB rồi. Chỉ còn khoảng 500-600 gold nữa thôi. Ban nãy thì anh ta đã vượt có được cái rìu cộng với cái công thức rồi. Mugi và KP sẽ chịu sát thương của trụ và họ sẽ có được trụ 1 của VG Thunder ở mid. Vâng, anh muốn nhắc đến một điểm khá là quan trọng trong trận đấu này. Đó chính là vì sao phía Newbie họ biết con Zeus. Đó là sẽ là một con Hero kết hợp với con Slug. Thì rõ ràng cái lượng vision mà bên phía của Newbie có được là rất là lớn. Họ gần như là support bên phía của VGND, họ phải tốn rất là nhiều tiền để có thể cắm những Senchi để hỗ trợ, để có thể giúp để hạn chế cái khoảng không mà con Slug để khi chuyển. Nhưng với cái chi con Zeus, với cái con Zeus này thì rõ ràng là cái việc cắm world của họ rất là khó khăn. Và đây sẽ là gọi là một cái lợi thế mà bên phía của Newbie cần phải khai thác. SCCC gần có được cái Aeondis rồi. Có được hai mảnh cái Vitality Booster và Energy Booster đó. Sayla BKB đã hoàn thành rồi. Bây giờ có lẽ anh ta sẽ cần thêm một cú bling nữa để giúp cho anh ta tiếp cận cái tuyến sau của Newbie tốt hơn. Thực sự ở trong trận đấu này, cái con mồi đơn giản nhất cho Mugi chỉ có thể là Zakiro hoặc là Skyrat thôi. Nhưng bây giờ Skyrat đã có gậy lốc, anh ta có thể tự bảo vệ được bản thân mình. Là một. Cái thứ hai nữa, Zakiro chúng ta nói là một miếng mồi ngon cho Slug, nhưng đây cũng là một trong những vị tướng rất là cứng cáp với cái chỉ số phòng ngự không hề tồi đối với một vị tướng Intel. Smoke 4 người, không có tầm nhìn nào của Newbie cả. Họ sẽ tìm một mục tiêu nào đó hay chăng, hay tiến vào luôn con Roshan.
đây sẽ là một tình huống thi đấu rất mạo hiểm của newbie, xin lỗi, của VJ Thunder. Họ ăn rất nhanh với tốc độ đến từ Tron. Freeze đang có run đi đi. Đây sẽ là một tình huống rất hay của chúng ta đây. Nếu như mà newbie muốn tiến vào con Roshan này, Mugi vào, anh ta đã bị giữ lại kẹt trong Mystic Flare. Nếu Mugi, anh ta cố gắng bật BKB cho mình, bật luôn cả Shadow Dance để đánh. Macro Pie khá đẹp, không ai của newbie có thể tiến ra cả. Epicenter của KK không được đẹp cho lắm. Ở trong này newbie, anh ta vẫn đang là người cực kỳ mạnh mẽ, có đun lên người của Freeze rồi. Anh ta không thể nào làm được gì nữa. Đây sẽ là thảm họa của VJ Thunder. Aegis đã pop và không có đường nào cho Sylar có thể chạy cả. Anh ta đang cố gắng kéo thêm một người nữa, đó là Faye. Kéo được thành công, quay lại đánh nhau bấm chi luôn. Có ai muốn quay lại đánh nhau với Sylar hay không? Đây không ai muốn chơi với anh ta cả. Và đó là một mạng nữa Monster Kill dành cho Mugi. Vâng, KK Senkin, chúng ta đã từng nhắc đến rất là nhiều con Senkin hay trên thế giới, và chúng ta đã quên đi mất rằng KK cũng là một người đánh Senkin cực kỳ hay. Và từ nãy giờ tôi nhìn mọi cái ký ức của về con Senkin của KK lùa về với anh. Rõ ràng rằng một tình huống Epic Center tuy là nó không gây hại được quá nhiều cho bên phía của Defender, nhưng nó đã tễn được hai con support rất là mạnh của bên phía của Defender, đó là Skymask cũng như là con Jakiro phải chết đi. Và khi hai con support này chết đi thì hãy nhìn các con Tron bị cài ra, hãy nhìn các Kunka, con Kunka bị đâm, con đâm phế con Kunka rồi, hai con support chết, nhìn cách con Tron và chỉ còn con và con Beastmaster sau khi nó ro xong thì nó chẳng còn tác dụng gì nữa. Và một mình Tron đối đầu với lại ba con co còn lại của bên phía của newbie, và rõ ràng rằng với cái việc combat, cái khả năng của KK trong tình huống vừa rồi, chúng ta có thể thấy rằng đây chính là cái điểm mấu chốt mà từ nãy tới giờ rõ ràng co của hai bên đang quấn không hay hơn, quấn khá là ngang nhau, nhưng vị trí support số 4 và vị trí support số 5 đang khiến cho bên phía của newbie có được những lợi thế nhất định trong trận đấu này. Đã rất nhiều lần DDC đang nằm trong tầm tấn công Thunder Ghost Rat, newbie đơn giản hạ gục được Godlike dành cho Mugi. Vâng, Senkin đã lên cho mình thêm được một item nữa, lock. Với cái lock này thì bên phía của Kunka khó mà có thể combo chết được anh. Và bây giờ thì bên phía của newbie họ tiếp tục ăn cái chỗ hai của mình với cái lợi thế của đà tâm lý rất là tốt. Có một tình huống team fight ở đây, và đó sẽ là một mạng dành cho thành viên của VJ Thunder. KK là người nằm xuống, Sylar bling lên, anh ta đã có bling phết bốc hơi, nhưng anh ta bị giữ lại bởi Mugi. Mugi sát thương là khá lớn, anh ta có run đi đi, bây giờ mới bật run đi đi, bây giờ mới bật BKB lên, giang TP về không kịp. Beyond Godlike dành cho Mugi. Vâng, từ nãy tới giờ chúng ta đã quên đi được là bên phía của Slug đang có một con Slug rất là mạnh của bên phía của newbie. Anh ta đang có một cái chuỗi Beyond Godlike, và ngút ghi ở trận đấu này đang chứng tỏ cho chúng ta biết là ở newbie không phải là có những KK, những SCG không, mà ngay cả vẫn còn đó là con carry thứ thiệt của bên phía của Trung Quốc, người Trung Quốc. Và tình huống vừa rồi là một tình huống mà có sự quyết đoán đến từ Tron. Anh ta có một tình huống linh thẳng vào hai con hero Intel bên phía của newbie và kết thúc được cái mạng của Jay Honda với con Disruptor của mình. Tuy nhiên là từ nãy tới giờ rằng đây là hai tình huống Ray Free, anh ta đang một mình KK đây thì không thể nào mà hạ gục được Freeze cả. Anh ta chỉ chờ cái Run Bounty ra thôi. Mugi bây giờ anh ta muốn đi cướp cái Run Bounty đó, đứng trên Sentry rồi, Sylar đã thấy Link đi và sẽ tiếp tục farm tiếp. Thực sự ra bây giờ nếu mà tay đôi, rõ ràng Sylar không nào lại đối phương được, mà Mugi chuyển sang một mục tiêu khác, đó sẽ là DDC. Vâng, đây là cái kết cục mà khi mà đại cho một con Slug xanh và với tốc độ di chuyển tốt của mình trong màn đêm và trong khu vực không có vision thì những con support chạy chậm, nhưng nhất là những con Jakiro sẽ phải nằm lại. Và Phi kích hoạt cái chống của mình bị lock lại, phép cái là backup và một cái Epicenter. BKB được sử dụng, Sylar tới nơi, thuyền và trúng vào đầu của KK, mạng cho phép và mạng cho Phi. Và vừa rồi thì một tình huống chơi hơi vui quá của KK cùng với những người đồng đội của mình. Tuy nhiên anh ta đã phát hiện ra cho bên phía của newbie một thông tin rất là quan trọng là
Kunkai đã có cho mình một cái BKB 10 giây. Và ở những phút tới đây, lượng đam của bên phía của Newy sẽ rất là khó có thể thi triển nếu như bên phía của Vincenter kích hoạt cho mình được một cái BKB. Hai con co chính thức kích hoạt cho mình cái BKB. Và đây sẽ là, và cái điểm mấu chốt của cái game này sẽ là vị trí đâm. Liệu rằng anh ta có đâm được trước khi mà bên phía của Vincenter kích hoạt được cái BKB không? Nimbus được DDC sử dụng có Kinetic Field tự lock mình lên, Giang tới nơi với cái Primoraw của mình. DC ăn hơi nhiều sát thương một chút xíu, đun lên người của Giang. Sayla tới nơi, Bash không thể nào mà cho đun tỉnh được. Người tiếp theo sẽ là Mugi. Bỗng dưng mọi thứ nó lật cái bàn dành cho VJ Thunder. Vâng, tôi không thể hiểu được ở trong tình huống vừa rồi tại sao Newy anh ta lại, bên phía của Newy họ tiếp tục tấn công trong combat rồi. Rõ ràng rằng Disruptor đã cai được vị trí của bên phía của Vincenter, nhưng bên phía của Newy họ vẫn tiếp tục đánh khi không có được cái ulti quan trọng mà mình đang có. Và họ hài những cái bát liên tục của John đã hạ sát hai con co chủ lực. Slack không có buyback cho mình, anh ta còn tới hơn 50 giây nữa mới ra Nimbus được sử dụng. Nhưng mà với John thì việc phá cái Nimbus đó nó không thành vấn đề, anh ta đánh quá nhanh. Và sẽ có một trụ, liệu có một Rax dành cho VJ Thunder hay không đây? Họ vẫn đang tiếp tục đánh nhau. Có cái aura rất tốt của Giang, một người bị kéo lại đó là Fed. Thuyền được sử dụng, Freeze anh ta hơi cẩn thận khi bật BKB chúng mình để và chạy về. Dù sao thì đó là một mạng Beyond Godlike rơi vào túi của Sayla. Và chúng ta thấy lượng tiền anh ta bây giờ đang là 5.300 gold. Vâng, một cái màn gọi là rút tài khoản ngân hàng rất là tốt đến từ Sayla. Và thật sự rằng trong tình huống vừa rồi mua hẳn một cái Ice Card đi, chơi là phải bời. Đó là những gì mà Sayla đang cho chúng ta thấy. Không ngại gì để mà mua luôn với một lượng tiền khổng lồ như thế. Bởi vì anh ta biết chắc chắn rằng lượng tiền của Mugi bây giờ không đủ để cho anh ta buyback. Nếu buyback được thì anh ta đã buyback ra rồi. Và KPI anh ta sẽ đối mặt với Primoraw kết hợp với hàng thứ nữa Blink đi. Rất nhanh tay, nhưng mà có quá nhiều thứ để giữ anh ta lại. Và Sayla Dominating Control này bắt đầu vượt ra khỏi tầm kiểm soát của Newbie rồi. Vâng, với cái lượng tap cũng như tốc độ di chuyển kết hợp với kiếm chéo và cái Arcady, thì Sayla bớ vào con hero nào thì rõ ràng là con hero sẽ nằm xuống nếu như không có được quật cho mình những cái god hay là những cái item chống được đam vật lý. Rõ ràng là em so sánh thế nào về con John của Sayla với cách lên đồ này và con John của Atelier? Một con John cũng rất là săn, cũng rất là nhiều đồ, nhưng cách lựa chọn của item của anh ta rõ ràng rất là không có nhiều, đam rất là to nhưng mà không, lại không mang được hiệu quả như con John này. Có lẽ như trong trận đấu này thực sự Sayla anh ta ưu tiên khả năng đánh nhau nhiều hơn. Với việc sở hữu cho mình Sangeyasa, Blink cộng với lại Mask of Madness, cái tốc độ di chuyển trong teamfight của anh ta là rất cao. Đó là những điều chúng ta không phải bàn cãi. Mặt ngược lại, nếu chúng ta nói về ATG, cái phong cách của ATG tức là anh ta sẽ farm tới một khoảng thời điểm ta cảm giác là mình đã đủ tự tin để đánh nhau thì ta mới tiến ra ngoài. Thôi chứ tại sao mà dường như lúc nào ATG ta cũng lên BKB trước. Bây giờ có một tình huống đánh nhau trước, DDC sẽ là người nằm xuống đầu tiên. Quá nhanh quá hiểm, Giang bị clean lại nhưng anh ta đã chạy đi được với cái shadow play đó. SCCC Blink lên và một cú W của anh ta, cái lightning bolt đó không Mugi bật cái dark patch rất kịp thời. Vâng, nếu như anh ta mà bị giữ lại bởi cái Primoraw thì chắc chắn sẽ là thảm họa của Newbie. Những đội team chuyên nghiệp rõ ràng rằng họ có, anh nghĩ rằng họ canh thời gian khá là tốt. Tuy nhiên anh nghĩ rằng họ cố tình smoke tình huống đồ để có thể ăn một mạng để tiến vào RS, nhưng không, họ không phát hiện ra con RS đã xuất hiện sớm như vậy. Đây là chỉ là tình huống gọi là giảm áp lực đến từ bên phía của Newy mà thôi. Mugi nên cẩn thận, anh ta cố gắng để hạ gục cái con Necromicon của Giang, anh ta không muốn nó phát hiện ra tầm nhìn. Con Seater cũng đã bị tiêu diệt luôn rồi. Giang đứng quá xa, có Nimbus đầu tư cộng với Static Storm luôn. Mugi tạm thời kẹt ở phía bên trong này. Fade, tôi không hiểu tại sao anh ta bước vào cái Nimbus đó. Và không chỉ có một mình Giang không, mà đó sẽ là có thêm Fade nữa. Vâng, đây sẽ là hai cái gọi là hai cái tiền đề với hai cái mạng nằm xuống của Vincenter.
khiến cho con Rosa này trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều bên phía của Newbie. Và con Rosa này sẽ cung cấp cho bên phía của Newbie thêm được một cái refresh sạc 2-3 mắt của Vincenter. Đây là điểm yếu mà chúng ta nói ban nãy của Newbie, họ không có khả năng ăn Rosa nhanh. Và tất cả những gì họ muốn làm đó là ép đối phương buyback và lại tiếp tục đánh nhau. Và khi team fight này thất bại, đồng nghĩa với con Rosa tiếp tục là DDC. Anh ta tự lóc mình lên khá là tốt. Có combo để không? Câu trả lời vẫn là không. Một người kẹt ở bên trong này, đó là Doom, anh ta cũng nằm xuống. Mugi đang quẩy, Sayla đang bị Doom lại. Anh ta không tìm được ai để đánh cả. Một cái Primoror vào thẳng mặt của Mugi. Botron quay lại, bash khá là nhiều đó, nhưng không đủ. Freeze, bây giờ anh ta sẽ gánh vác nhiệm vụ của Sayla. Sayla buyback ra lại Mugi, anh ta có Glimmer Caps, chạy đi được. Nhưng phết thì không. Đó là hai mạng dành cho các thành viên của VJ Thunder. Một buyback, hai buyback của Newbie ra. Họ không muốn buông con Rosan này cho VJ Thunder. Vâng, đây sẽ là một cái gọi là hiện tại có một vấn đề xảy ra là Sayla vẫn còn cái BKB của mình. Và Mugi bật sẵn Dark Pack ra, Sayla bling lên, có bass hay không đây, có làm chậm. Mugi bị bass, anh ta sẽ không thể nào tỉnh khỏi cơn ác mộng này. Đó là 90 giây lên bảng đếm số của Mugi. Và một lần nữa, anh ta vẫn có buyback khá là may mắn. Tôi vừa tính nói là anh ta không có buyback, tuy nhiên anh ta quyết định mua đồ. Không, anh ta buyback ra luôn rồi, buyback thẳng ra. Vâng, đây là tình huống phải nói gọi là được ăn cả. Thì ngã thì anh ngã về không, đến từ bên phía của cả hai team. Con Rosa này sẽ là cái điểm mấu chốt quyết định của trận đấu này. Và hai con co chủ lực bên phía của Newbie và Vincenter là Slug đã một tình huống tấn công vào vị trí của John. John đã chưa bật được một cái BKB, bật được BKB tấn công vào vị trí của Doom. Doom phải nằm xuống. Mugi anh ta đang manfire ở trong này, bật Shadow Dance lên. Nhưng có ai để cho anh ta đánh Freeze quá trâu Phi, có cho mình Ghost Scepter. Glimpse ngược một người lại, đó là Freeze. Anh ta có cú S của mình, Nimbus được đặt ra để chặn đầu các thành viên của VJ Thunder. Họ sẽ bấm strike, sau đó tiếp tục quay lại đánh nhau tiếp, không gì phải cử cả. Doom còn 50 giây nữa mới ra. Và Freeze, anh ta đang còn rất khỏe mạnh, Slack đầy máu. Quăng rìu vào, con Rosan còn 1/3 cây máu. Thế trận đã diễn ra tới 5 phút ở trong con Rosan này rồi. Họ biết rằng cái độ quan trọng của con Rosan này và họ không muốn buông nó ra. Kinetic Field đặt vào, tiếp tục lấy tầm nhìn cho các hành vi của Newbie. Những con Necromicon liên tục cung cấp. Kaka ẩu rồi, như vậy là thực sự rất ẩu. Nimbus một lần nữa được sử dụng nhưng không thể nào cứu được Kaka. Và cái Nimbus đó cũng sẽ bị phá hủy. SCCC đang nỗ lực kéo máu đối phương bằng những cái Arc Lightning của mình. Doom sắp sửa ra, với con Doom này sắp sửa ra trước con Skymask. Anh đột là một tình huống mà bên phía của Newbie có lợi thế hơn trong khoảng chừng hơn khoảng 10 giây. Và liệu rằng họ có tiến vào con Rosan không? Tốc độ ăn Rosan là rất thấp đến từ bên phía của Newbie. Họ không hề có một cái trừ giác hay là một cái hiệu ứng gì mà khiến chỉ có mỗi một đam của con Slug là có thể gây đam lên con Rosan này nhanh hơn thôi. Và Mookie đang cố gắng solo con Rosan này. Cái team fight diễn ra quá lâu tới mức mà tất cả các ulti của hai bên đều đã hồi thêm một lần nữa. Một con mắt được cắm ra ở đây nhờ vào DDC, nó giúp cho lấy được khá là nhiều thông tin của VJ Thunder. Cái Thunder God Grab vừa mới được sử dụng, VJ Thunder biết được điều này, họ sẽ vòng ra được đằng sau. Ai là người nằm xuống đây? Phết là con mồi đầu tiên, Sayla bling ra nhưng anh ta dính rất nhiều sát thương, đã bị đùng. Sayla lên bảng đếm số phía bên ngoài là Phết, Epicenter trúng hai người của Kaka. Anh ta đang thi đấu vô cùng tốt nhưng chỉ có một mình Phê bị nằm xuống thôi. Kaka kẹt lại trong macro pile đó. SCCC bling lên, bị X ngược về. Mugi ban nãy anh ta cũng đã chết vì sát thương quá lớn của các thành viên bên phía VJ Thunder. PP cũng sẽ lên bảng đếm số. Không ai chặn Freeze được cả bởi vì tất cả tài nguyên của Newbie đã đầu tư cho Mugi. Xin lỗi, ai là đầu tư cho Sayla. Bây giờ tới lượt Kaka cố gắng outplay đối phương nhưng ta không thể nào sống sót được. SCCC bling lên, vẫn giết được một người. Bây giờ hai người chơi Dimit sẽ đánh nhau. SCCC không còn mana nữa. Một cú crit cuối cùng của Freeze sẽ hạ gục người Dimit của đối phương. Bây giờ một mình Freeze thì làm sao ăn được con Rosan này. 5 phút rồi, chưa ai có được con Rosan đó. Vâng, một tình huống mà tôi phải combat và đến chính hero của bên phía của hai bên và đen bạn. Và duy nhất cái người sống sót cuối cùng lại là Phi. Vâng, lại một lần nữa John anh ta lại bị đâm mà không hề bật được cái BKB của mình và chết tươi ngay trong combat.
có lẽ những cái ý định của Vincenter, đặc biệt là Sayla, anh ta muốn Blink vào và tất sát như kích Disruptor ngay lập tức. Tuy nhiên thì anh ta quên mất rằng một điều, Doom vẫn có cho mình một cái Blink và anh ta nuốt cho mình có Centaur nữa. Rất may mắn cho VJ Thunder là Freeze vẫn còn sống. Bởi vì khi họ đầu tư tất cả mọi thứ để hạ gục Sayla thì Freeze ta hoàn toàn thoải mái và tự do. Bây giờ thì Daedalus đã có một cú crit của Kunkka, bây giờ nó có thể lấy đi khoảng gần một nửa cây máu của các thành viên yếu máu, đặc biệt là Disruptor. Có một tình huống mà bên phía của Newbie, đó là SCC, anh ta trong một tình huống mà KK anh ta đang cố gắng để câu kéo thời gian cho SCC có thể tấn công vào hai vị trí còn sót lại của bên phía của Thunder, đó chính là Kunkka và Beastmaster. Lại ăn Roshan thôi, tiếp tục vào ăn Roshan. Mà có lẽ lần này nó sẽ đơn giản hơn cho thành viên của VJ Thunder, ít nhất là cho tới bây giờ Ice Path chặn đầu đối phương lại. Thunder God Strike được sử dụng, có Blink ra chơi nhau hay không đây? Câu trả lời là không, như vậy là Cheese cùng với cái Aegis sẽ dành cho VJ Thunder. Một điểm yếu bên phía team của Team Newbie đã bị khai thác triệt để là tốc độ ăn Roshan. Rõ ràng là họ có cơ hội hơn rất là nhiều để ăn được con Roshan này sớm. Nhưng cái khả năng hero cũng như là cái cấu trúc lên đồ của team đã khiến cho con Roshan này thuộc về bên phía của Thunder một cách dễ dàng. Dễ dàng hơn rất là nhiều so với những tình huống trước. Và đây sẽ là một lợi thế bên phía của Thunder, họ sẽ phải khai thác triệt để có thể kết thúc được cái game đấu này, vì đây sẽ là thời điểm mà bên phía của Thunder họ mạnh nhất có thể. Chúng ta thấy Mugi từ nãy giờ anh ta đã chuẩn đồ rất là lâu rồi, và đặc biệt là network của anh ta ban nãy đã có khoảng thời điểm anh ta hơn Sayla, nhưng bây giờ anh ta tụt xuống tới vị trí thứ tư, không có khoảng trống để farm và buộc phải dùng tiền buyback khá nhiều lần, khiến cho Mugi bây giờ anh ta không thể nào lên được thêm một trang bị nào đó. Khi mà ban nãy anh ta muốn lên một cái Butterfly, bây giờ buộc phải chuyển sang một trang bị phòng ngự, đó chính là cái Linken, để chống các cái tình huống sử dụng Primal Roar của Beastmaster. Vâng, cần đắp thì bộ ấy nấy đến từ vị trí của Mugi. Và bây giờ thì niềm tin của bên phía của Newbie anh nghĩ rằng phải thuộc vào SCDC. Vì hiện tại với lượng level cao nhất cũng như là khả năng deal down của con Zeus này trong combat, và bây giờ thì Mugi anh ta nên đánh đóng trong vai ở một cái gọi là một con hero, gọi là hero mục tiêu, một con hero mà cố khả năng có thể sống lâu nhất, có thể thu hút sự chú ý để tạo cái khoản tiền đề cho Zeus có thể gây được lượng đam. Tuy nhiên một cái truy, một cái Aegis là cả một vấn đề mà bên phía Newbie phải giải trong vòng 5 phút tới. Bản thân của Doom bên phía Newbie họ, anh ta cũng khá là nghèo. Chúng ta thấy là cái trang bị mới nhất của anh ta có đó chỉ là cái Blade Mail này thôi. Trong khi đó thì các thành viên của VJ Thunder ngày một giàu lên. Chúng ta thấy ban nãy thì họ thua network khá là nhiều, 2-3k network, bây giờ thành 10.000 rồi. 5 người của VJ Thunder họ đang tiến băng băng lên. Chúng ta có thể check qua buyback. Sayla anh ta có buyback rồi. Freeze cũng đã có buyback. Trong khi đó thì Mugi thì chưa, buyback chưa hồi xong, anh ta đủ tiền rồi. Sao là với cái Aegis bây giờ chắc chắn là thời điểm mà VJ Thunder muốn ép lên high ground thôi. Trụ 2 ở mid và bot đều đã bị nhổ rồi, chỉ còn một cái trụ 2 trên top. Bây giờ là muốn chơi an toàn thì lên lấy nốt cái trụ 2 đó và ép lên high ground thôi. Đó là cái kịch bản dành cho VJ Thunder. Anh có một suy nghĩ như vậy. Hiện tại bây giờ cái chuyện mà gác 12.000 network tuy là nó nhiều thật, nhưng lên high ground với một con Zeus max level 25 vẫn là một điều gì đó rất là khó. Bởi vì với cái talent nằm ở bên trái cái cùng 25 thì cái Q1 của con Zeus này sẽ cooldown rất là nhanh, kết hợp với lại thêm một con Tradicor thì gần như là cái lượng đam mà con Zeus này boost ra trong khoảng 1 giây thì liên rất là nhanh. Vậy thì bên phía của Tinder họ phải làm sao? Một cái Link Raw thẳng vào đầu của một hero nào đó, kết hợp với lại con Troll, sau đó là màn back up của Kunkka thả ngay vào vị trí đó thì sẽ là phản chống vô bờ bến để Kunkka có thể deal down cùng với là hai con support.
và bây giờ họ sẽ tiến vào 2 round sau khi lấy xong cái trụ 2 trên top. Một cú blink ra rất tốt, sát thương dồn vào, Sayla không kịp tỉnh khỏi đó, chưa bật BKB cho mình. KP đang đợi một tình huống blink ra hay chăng đây? Sayla tiếp tục bị giữ lại, BKB đã bật kịp, đun lên người của Sayla, một mình KP bị kẹt ở phía bên ngoài, có 4 cái thuyền của Freeze đang đẩy vào, anh ta đang tấn công tích cực vào người của Freeze, có một cái Hex và thêm cả một cái Macro Wild cộng với Ice Bath. Bên phía VZ Thunder họ đang phản công trở lại, thêm một cái Primal Roar nữa vào mặt của Mugi. Mugi anh ta đã nằm xuống, vẫn còn buyback cho Mugi, nhưng KP cộng với lại các thành viên có của Newbie họ buộc phải lui lại. Tại sao bên phía của Newbie họ lại cố tình trade lên mình hướng mùa rồi? Đó ràng một cái mạng của Control cùng với một cái KG là đủ để họ có thể vùi về đép tiếp. Nhưng KPI offlaner của Newbie lại chơi lên, khiến cho bên phía của đồng đội họ đã là một team thì khi một người quyết định thì chúng ta phải theo, không thể nào bỏ tình huống mà đứng chết được. Và khi đứng chết là rất là khó khăn cho bên phía của Newbie, họ buộc phải chơi theo, và hai cái mạng của bên phía Newbie là cái hệ quả do cái hành động chơi lên vừa rồi của KPI rất là đáng trách đến từ là offlaner này. KK vừa mới blink lên Borrow Strike, tôi nghĩ ta sẽ phải hối hận với cái hành động này của mình, cố gắng tiêu diệt một con SCCC. Anh ta đang kẹt trong macro pile đó, thả Nimbus ra, DDC chưa phải nằm xuống, Sayla vẫn đang còn khá khỏe mạnh. Anh ta bật cho mình Santanic, một cái epicenter vào hư không của KK, claim DDC ngược về, anh ta sẽ nằm xuống thôi. Đó là mạng dành cho SCCC. Nhưng ngoài ra thì Freeze cộng với lại Sayla vẫn đang chạy được. Tôi không hiểu rằng bên phía của hai team họ đang trình diễn gì. Rõ ràng rằng một trận cách đây khoảng chừng trước 10 phút 15 phút là một trận đấu với tính chuyên môn với lại khả năng xử lý rất là hay từ cả hai bên. Nhưng như những gì anh nói trong những tình huống xử lý vừa rồi thì rõ ràng rằng đây không đáng những hành động, những tình huống mà không đáng một chút nào đến từ các player bên phía của Newbie và cả Vincenter. Tuy nhiên trận đấu vẫn tiếp tục và hiện tại thì lợi thế vẫn nghiêng về một chút vào bên phía của Thunder, mặc dù họ đã mất cho mình một cái Queen Aegis cũng như là một tình huống hai ro hai hét đến từ Beastmaster. Bây giờ hai Daedalus của Kunka, ban nãy anh ta muốn lên cho mình một cái Hex nhưng sau đó đổi ý lên hẳn cái Daedalus luôn, còn Beastmaster bây giờ anh ta có Hex rồi. BKB sẽ là trang bị tiếp theo, lên bây giờ hơi trễ, nhưng nên nhớ rằng 10 giây cuối, 10 giây của cái BKB ở cuối, ở những cái thời gian lay game là những khoảng thời gian rất là quý giá. Mà tuy nhiên nãy em có thấy một tình huống mà Control bớt đam không? Cái tốc độ máu của Control nó giật xuống là gần như là không thể nào mà có thể gọi là phản ứng kịp. Một cái Tool, một cái G, một cái Nimbus và cho gần như là trở thành một con hero, anh tưởng tượng như là một con rệp vậy. Rất là mất máu rất là nhanh. Và rõ ràng rằng SCCC sẽ là tâm điểm. Hồi nãy có một tình huống SCCC bị lóc lên và bị, nhưng tình huống đó có lẽ là cái iPad của con Yakiro nó không có cooldown kịp, nó chỉ là một cái tường lửa thôi. Nếu là một cái tường băng thì có thể rằng cái tình huống đó họ Zeus sẽ phải nằm lại. Tuy nhiên ở talent level 25 của con Yakiro và hiện tại đang ở 23 rồi, sẽ có một tay lần cộng thêm 1.5 giây của Ice Bath nữa sẽ là disable rất là lâu và rất là dài đến từ vị trí của con Zakiro này. Smoke 5 người. Bên phía VJ Thunder họ có gần đủ tất cả các buyback của mình, chỉ có mỗi một vị trí của DDC là không có thôi, nhưng có vẻ như không quan trọng cho lắm. Quan trọng hơn hết vẫn là các core của VJ Thunder. Sayla vẫn đang cầm rất là nhiều tiền ở trên người. Và chúng ta sẽ tiếp tục chứng kiến một màn Roshan với 10 hero của mỗi bên, mỗi bên có một mạng và 10 tổng cộng là 10 mạng đến từ cả hai bên. Sẽ là vâng, John nó lên cho mình cái item gần như là cái item cuối cùng của con John này rồi. Nếu sau này anh ta có thể bỏ một cái giày ra và lên thêm một kiếm mít thì có thể lúc mà khi ta bật kiếm mít lên tốc độ tương đương. Phân tiếp cho Giang đến từ SCCC. Trận đấu đã bước sang một cái giai đoạn mà chúng ta có thể gọi là cái giai đoạn mà lính thở cắn móng tay.
kể cả các người chơi lẫn cả người xem đều đang rất hồi hộp, bởi vì đây là một khoảng thời điểm vô cùng nhạy cảm, bất kỳ ai mắc lỗi lầm đều có thể dẫn đến một trận thua. Và bây giờ thì anh có một kịch bản như thế này bên phía cho phía của Vizander hoặc là bên phía của Newbie, hãy chấp nhận bỏ cái BKB chết ở cái lượt đầu trong một con bắt 5 năm, hãy để cái chết lượt đầu và bài bắt ra sử dụng cái BKB một cách hiệu quả hơn để có thể lia được cái team bên phía của đối thủ. Nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều khi mà bạn bật BKB chết, sau đó bài bắt ra thì sẽ không còn BKB nữa. Vì rõ ràng rằng đối đầu với cả Newbie và Vizander trong thời điểm này, cái BKB, cái khoảng khắc 5 giây BKB là cái tối quan trọng của cả hai bên. Và bên... Roshan đã gần ra. Thunder Ghost Rat được sử dụng để lấy side từ SCCC. Ulti của anh ta bây giờ hồi rất là nhanh, nó chỉ khoảng 67,5 giây thôi nhờ vào cái Octarine Core đó. Syla bây giờ thì tiện tay để tránh rảnh rỗi quá nhiều thì người ta tiến vào để ăn cái con cái bãi Ancient đó. Nimbus được cast vào trong hang Roshan để lấy tầm nhìn SCCC và những người đồng đội của mình. Họ đang smoke, một tình huống smoke 5 người. Con chim đó chưa phát hiện ra. Mugi nhảy lên có bắt được ai không đây? Họ vẫn chưa muốn bắt ai cả, đã lộ smoke rồi. Con chim đến từ vị trí của Giang, nó đang cung cấp thêm thông tin cho những người đồng đội của Giang. Một cái BKB của Vulka được bị kích hoạt trong một tình huống phải kích hoạt, nếu không tình huống đó sẽ là một tình huống bị unstun đến từ cái chiêu stun của con Senking này. Và hiện tại thì Mister vẫn còn cầm cho mình một cái chi ở trong con Roshan trước. Con Roshan đã xuất hiện. Màn battle bắt đầu đến từ cả hai bên. Lợi thế của Vizender hơn bên thế của Newbie đó là ăn Roshan nhanh hơn. Và bên phía của Newbie thì đam phép to hơn. Một lần nữa Giang anh ta muốn tiêu diệt những con Necromicon đó. Lần này thì anh ta không bị bắt lại. Cả hai bên bây giờ đều muốn đẩy lính của nhau lên càng cao càng tốt. SCCC TP về để dọn dẹp cái đống lính này. Network bây giờ bỗng dưng nó chỉ còn 9.000 thôi, nhưng mà thực sự ở cái phút này rồi thì khi mà nói về network nó không còn quá quan trọng nữa. Slack đã có Lincoln Sphere cho mình, đã có khả năng tự bảo vệ bản thân với cái BKB và Lincoln. Tuy nhiên bài bắt của anh ta là không có. Anh ta còn khoảng 100 gold nữa thôi là có được bài bắt cho mình. Vâng, một tình huống Kunka invi ít mình và lên chém rẹp và một nửa máu con đùm phải bỏ lại. Đó là 2.800 máu của đùm bốc hơi chỉ trong tích tắc. Bạn hãy tưởng tượng khi mà Kunka này nó chém được khoảng 2 hit như vậy trong một con bắt fighting 5 năm thì cái lượng máu, thì tôi không nghĩ là những con hero như Senkin hay là Slack hay là Destructor và giới út có thể chịu được quá hai hết đâu. Cả hai bên vẫn vờn nhau, chưa ai muốn đánh nhau cả. Tôi nghĩ cái thế trận này nó vẫn sẽ phải kéo dài thêm khoảng 5 phút nữa. Con Roshan thì nó vẫn đang nằm đó, không đội nào muốn là người đầu tiên tiến vào con Roshan. Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ không nói về kỹ năng nữa, chúng ta không nói về thế trận nữa. Đây chỉ có thể gọi là tình huống 50-50 đến từ cả hai bên. Rồi, một tình huống mà Syla đã linh lên và tấn công vào vị trí của KK với cái item bây của mình. Bây giờ bật BKB quay trở lại đánh thẳng vào mặt của KP luôn. KP có vẻ như anh ta đã bị mắc bẫy rồi, đung đã được sử dụng. Mugi, anh ta chạy vào trong này, có BKB, có Lincoln cho mình. Giang đã phải nằm xuống, freeze cùng với những người khác của Vizender, họ đang phải lui lại. KP anh ta vẫn còn 1/2 cây máu, chưa ai phải nằm xuống từ bên phía của Newbie cả. Buyback của Giang ra. Vâng, một tình huống cú rất hay đến từ vị trí của bên phía của Disruptor anh ta. Và bên phía của Thunder họ tấn công vào con Roshan, tốc độ ăn Roshan là rất là nhanh. SCC lượng mana đang thấp, một cái đặt nước lên rất là đẹp. Flare được sử dụng không trúng ai cả. Macropie đang ép góc đối phương. Họ đang cố gắng phá hủy cái Nimbus này. KK Blink vào rất đúng lúc, giữ chân được Syla. Nhưng Syla vẫn chạy ra ngoài được. Con Roshan còn 1/2 cây máu nữa, Syla bị cleanse về.
Blink ra phía bên ngoài. Freeze đang X và tàng hình, anh ta đang kìm một góc chém ai đó nhưng không thành công, anh ta chỉ chém vào những con xe thôi. SCCC anh ta TP về để hồi lại mana, anh ta đã sử dụng sạch cái lượng mana của mình. Lợi thế là lợi thế bây giờ thuộc về bên phía của Newbie một chút khi Giang nó phải bắt tay cho mình. Tuy nhiên chúng ta sẽ tiếp tục chứng kiến cái hồi 2 của con Roshan thứ tư này, một tình huống smoke đến từ bên phía của VG Storm, VG Thunder. Nimbus được sử dụng vào con Roshan đó. Smoke 5 người vẫn chưa lộ tầm nhìn của VGJ Thunder. Kaka blink lên. Tôi không hiểu Kaka anh ta muốn làm gì trong tình huống này. Cả X ngược về, tự lock mình lên. Và Kaka anh ta có thể sẽ phải hối hận. Có Eondis câu được thêm một chút xíu thời gian nữa, nhưng một sai lầm quá lớn của Kaka đã khiến cho anh ta phải nằm xuống 115 giây trên bảng. Anh ta vẫn còn cho mình 1800 gold nhưng không đủ để ba bác, và thậm chí mua luôn trang bị cho mình rồi. Sayla bị clean ngược về, Mugi đánh nhau với Sayla trong này. Sayla anh ta sẽ kẹt lại, buyback ra lẳng luôn, không có gì phải sợ cả. Có lẽ đó là một ý đồ hay chăng để Nimbus được sử dụng. Faye đã nằm xuống, buyback của Faye. Sayla là anh ta TP lên con rip đó, hơi lỗi rồi. Một cú blink lên nữa của Kaka và có thêm một người nữa, đó là KP DDC. Anh ta đang kẹt lại trong kinetic field đó. Một con thuyền được đặt ra để cứu DDC. Tiếp tục đánh nhau trong hang đồ xanh đó. Một cú crit của Phi từ phía bên ngoài. Anh ta đang là một người đang gánh cái người đồng đội của mình ở VJ Thunder. Aegis đã pop rồi. KK kẹt ở trong cái sandstorm đó. Chạy được hay không đây? Mugi hồi sinh ra được. Họ bắt được Freeze. Giảm stun. Free bị giữ lại. Freeze lên bảng đếm số 99 giây. Klim Giang ngược về. Giang không có đường nào để chạy. Đứng trong kinetic field đó. Và lên bảng 120 giây. Vâng. Một combat tôi phải nói rằng bên phía của Newbie họ đã làm tốt hơn rất là nhiều khi tình huống mà đã bớ vào Lin rất là hay đến từ vị trí của Dông Chu. Anh ta Lin control về vị trí của cái RS và khiến cho con hero được tách biệt hoàn toàn bên phía của Newbie. Và chính điều đó thêm một pha xử lý ngớ ngẩn của John nữa khi anh ta tê lê ra trước mặt của con Zeus, và tình huống đó sẽ khiến cho con Roshan thuộc về Mugi. Đây sẽ là 90 giây không có sự cốt mặt của Giang. Kunka nó bay bắt ra 4 đánh 5 và cả và bên phía của Newbie đang có lợi thế hơn rất là nhiều với Khin Aegis. Nhưng Kunka 2 rip vẫn là cả một vấn đề. Thực sự là Aegis đã mất trước đó. Mugi anh ta đã bị nằm xuống. Một cú crit tiễn Mugi, anh ta phải chạy về ngay lập tức sau khi bị freeze crit trong pha đó. À bây giờ là bài toán lên 2 round của Winsender với con Kunka. Hồi nãy chúng ta thấy con Diễu khó chịu thế nào, và bây giờ chúng ta thấy con Kunka khó chịu như thế nào với cái chém rít 2 rít của mình cộng với lại một cái Tide Hunter. Kaka blink vào, anh ta stun trúng một người, đó chính là Freeze. Free chạy ra ngoài được, bật BKB. Bây giờ bị crit một cái là tỷ lệ lên bảng rất cao. Faye vẫn đang cố gắng kéo máu đối phương từ các kỹ năng của mình. Thuyền được sử dụng. Mugi vẫn đang mất tương đối nhiều máu khi đi ngang qua cái macro pile đó. Chưa thể nào phá hủy được trụ của VJ Thunder. Anh đang nghĩ đến một cái kịch bản mà gọi là cuối cùng của mọi cái gameplay game khi có mặt Kunka. Một cây Divine, một nhát rip tiễn ba hero của Nubi lên bảng. Đó chính là những trang bị, đó chính là trang bị mà Giang xin lỗi bạn là Freeze đang lên thôi. Rõ ràng là ở cái nước này rồi thì YOLO thôi, một ăn cả ngã về không. Hiện tại thì những hero của bên phía của Nubi họ đạt được cái sức mạnh gần như là tối thượng của mình rồi. Cả hai bên đều đạt được cái ngưỡng cửa mạnh nhất của mình rồi. Riêng chuyện Kunka với cây Divine sẽ là một cái đột phá mà bên phía của Vinter phải tin vào điều đó. Chắc chắn phải tin vào điều đó, vì rõ ràng là những game trước đây với con Kunka ở giai đoạn late game đa phần nó đều thấy một chiến thắng trên cho con vị thuyền trưởng này. Sayla anh ta muốn lên cho mình cái Refresher Orb đó để có hai lần sử dụng BKB và cái Satanic. Newbie nên cố gắng lên được hai rang tình huống này, vì bên phía của Thunder họ đang không có được những cái bài bắt của mình. Kunka không bài bắt, John không bài bắt, Yang không bài bắt. Toàn bộ các hero của bên phía của Vizender ngoài trừ con Jakiro ra là có bài bắt mà thôi. 4 phút nữa thì bài bắt của cả Freeze lẫn Sayla mới có. Anh muốn một sự manh động hơn đến từ Newbie. Họ
có quá nhiều lợi thế ở tình huống này. Họ còn rất là nhiều bài bắt nên đánh một cách gọi là một con slug có thể lên ăn kill hộ và sau đó bài bắt ra để vết những cái mạng còn lại sẽ là hay hơn rất nhiều và sẽ khiến cho trận đấu này được dễ dàng định đoạt hơn. Anh mong là Newbie phải làm được điều đó, vì nếu thật sự như họ không tận dụng được tình huống này thì rõ ràng là game này sẽ lên 80 phút. ShadowS đã có cho Slug. Bây giờ thì thêm thắt trang bị nào nó cũng không có nhiều lắm những cái khác biệt, trừ khi là một ai đó quyết định mua BKB thôi. Gặp được một người đó là DDC, anh ta tự đẩy mình ra được. Sila anh ta bị dính stun, quay ngược trở lại, bắt chết được một người đó là DDC. Thuyền tới sẽ giúp cho Sila chống chịu thêm được một lượng sát thương nữa của Mugi. Mugi anh ta rất khỏe, Sila đã lên bảng điểm số 120 giây rồi. Freeze anh ta đã bị bắt lại, anh ta không có bài bắt cho mình. Freeze đã lên bảng điểm số 110 giây cho Freeze và cả Sila. Tôi nghĩ có thể là GG rồi, chỉ còn một mình Giang, Faye và DDC thôi. Đây là cái kết cục mà một con troll bị cai ra một tình huống. Kaka tiếp tục link vào, stun được hai người và GG là cái chắc rồi. Không có đường nào để cứu cả, một mình DDC buyback ra thì không cứu được trận đấu cho VG Thunder. Và ván đấu đầu tiên của cặp đấu giữa Newbie và VG Thunder kết thúc sau 62 phút thi đấu. Và chúng ta vẫn còn ít nhất một ván đấu nữa giữa Newbie và VG Thunder. Đây là Dota Simple, đây là một con Zeus, một con Shinkin dễ đánh hơn rất là nhiều so với lại một con Troll, một con Yakiro với cái iPad. Nên rõ ràng bên phía của Newbie họ vô một cách nhẹ nhàng hơn rất là nhiều so với lại bên phía của VG Thunder. Một cái stun chồng lên một cái G và hẹn một hero kia tục nửa máu. Còn cho anh ta phải bật BKB, anh ta phải link vào, anh ta phải kết thúc được cái hero đó trong vòng khoảng chừng 3 giây. Hỏi lộn, một trong vòng 5 giây đó nếu không kết thúc được anh ta sẽ bị cai đến chết. Và rõ ràng rằng vừa hết cái BKB thì troll của Sila đã phải nằm lại. Và đó là ván đấu đầu tiên, chúng ta sẽ quay trở lại với ván đấu thứ hai giữa VGJ Thunder và Newbie.